Chứ còn gì nữa, bạn ngửa nhờ chiếc xe, không có chiếc xe là bà no luôn rồi. Chất mới bị té nha quý vị. Chất mà cái tình trạng này chắc có ngày thiệt chết không? Đi bất tử không hay luôn nha chứ. Đi qua đường này nè. Đi hả chỗ má chồng không à? Yếu lắm rồi. Luôn ủa có chợ đừng bóc đi, ủa nãy đi qua có chợ té vô hay tự động té vậy? Tự động bật rửa luôn hả? Tao hay bị vậy, nhà đập cầu luôn. Thuốc đây rồi quên. Tại nó cứ về đây. Đang té mà gặp mày nữa. Quên thì thuốc đây nè, cứ gì là sáng thì khám cho nó đo à. Đâu à? Té mấy cái đó dễ đập đầu ghê lắm, nguy hiểm lắm nè. Nè còn mới cái thủ đường mà ngay cái viên này mới là đường nào mà bạch gia chỉ á, rồi thuốc mà bỏ tùm lum la chơi ra đi đó, rồi mà bật đủ hết cái kia còn cái gì giống nhau mà đó rồi đúng giờ đập phải phân ra hai bịch, bịch nào tiểu đường ra tiểu đường đúng không á. Ừ, còn mấy nào bỏ tùm lum thuốc vô chân, ngày uống lộn thuốc nó phạm thuốc là đi luôn á. Trời ơi, nãy mên vô trong kia là kêu chết luôn, gạch đá đâu lơ phút ỉa má ở vô nãy rồi uống cái dây thôi ở đi không ở vỏ kìa. Đây đó, cuốn từ đường mắt lắm á. Tao còn một đống rồi chứ. Giống này không? Không, cuốn đường không chứ. Tiểu đường á. À, một đống là lỗi nào. Trời nghĩ, ơi. Nghĩ sao mà kêu tôi lấy bà cầm. Lấy đâu mà đi ba đâu có gì đâu. Trời, tôi lấy bả xong mới cái tôi đi làm về, cái tôi mỗi lần tôi đi về cái bây giờ mà tôi lên tao xông máu luôn kìa. Không được cái chuyện gì lắm, người ta đang nói chuyện đây chọc vô. Mấy đầu có đuôi gì. Đã nói làm công quả là không có lấy tiền. Tại đó. Chị hiểu chưa? Chứ đã chị nói đi làm công quả ở chùa mà lấy 200 ngàn là sao em không hiểu. Ý là chùa sợ ăn cắp thấy tội cho 200 chứ. Chủ trì chùa hả là lì xì á, là lì xì cái bao đỏ á, ở trong bao đỏ á, là có 1 triệu là trả lại cho cái cơ ơn lì xì á. Đã tới chùa làm công quả thầy lì xì thì đừng có lấy, để lấy thôi, thầy lì xì trả lại cái ơn cũng như không, không chị Sơn cũng như không. Mà làm ở chùa nào? Ở đường Nguyễn Tử Lan. Chừng nào làm? Mùng chín. Chứ có làm không? Ra làm luôn đi. Tội lắm. Tội lắm. Thôi lỡ rồi mua luôn, rồi thấy tôm bự bự không à. Trời ơi, nè má mày nhìn nổi da luôn. Đâu có cái gì đâu mà sớt tiên nha. Trời ơi, cầm mặn rồi má. Ăn tới tối luôn. Trời ơi, xin cho bà ơi. Đúng rồi, ăn hợp thôi chứ. Thôi hay đau bụng lắm má, thôi đây đi coi ai ăn nè. Nói chứ cái này là... Nói chứ cái này là gửi cuốn chay nha quý vị. Mới mua cho dì chất á. Lấy chén đi. Cuốn 6 ngàn. Không có tiệm chay thấy bán nhiều đồ ăn lắm đấy chứ. Thôi lấy cái chén của bà đi. Còn cái chén này ăn tội quá, ăn mà tội quá. Tội đâu mà tội. Cái này của người ta là đậu phộng mà tội cái gì. Cái chén đặt cái gì không? Chất nhìn gì kỳ vậy. Chén nhỏ mà. Ủa sao bữa nay ăn chay chứ? Nhớ chứ đâu ăn chay đâu. Chay quỷ bảo quá tối luôn rồi mà ăn. Bơi đi xem bơi cắm bình trong mới đi
Ê, cuốn bự quá Sơn ơi. Lấy cái giấy chứng minh dân mình treo quá hả bà Trân? Ủa ừ, chi vậy? Con này ngu qua mượn bà hai cái chén rồi. Lấy chứng minh dân theo chị? Mẹ, đi vô cổng nó không có bị bắt. Trong nào? Bệnh viện. Bệnh viện Tâm Thần hả? Tâm Sen má, à. Đi đâu vô bệnh viện Tâm Thần. Tưởng nó vô bệnh viện Tâm Thần. Chứ không đi vô Đầm Sen đem chứng minh theo chị? 62 tuổi nó mới cho vô cổng. Còn dưới 62 tuổi đuổi ra hả? Nói cũng biết cách nói nữa, 62 tuổi là miễn phí. Đúng không? Thôi qua mượn chị Châu đỡ hai chén đi. Mượn Châu chén đi, kêu bảo ăn đồ cuốn luôn nè Châu. Thôi không thấy đường để lắng ai mở, chứ mở cái nó xà anh đổ hết bây giờ, không có nước chấm luôn. Mày nghĩ gì vậy? Đậu phộng. Trời ơi. Thì người ta bán ta cho sao thì mình lấy vậy. Ôi, chén tiểu bà cũng có ăn hay. Kiểu má ơi. Ủa mày đi Đầm Sen hả Sơn? Để nước chấm qua ăn cho nó ngon chứ. Để đem nước chấm qua ăn cho nó ngon. Rồi bán cuốn 6.000 bự ghê Sơn ơi. Đây nè. Đây là cuốn giờ là 6.000 nè quý vị. Với cuốn chay nè. Đúng rồi. Ở đây Sơn lỏng nó dùng cho tay bút vừa. Ngon nha quý vị đó. Cứ cuốn giờ là 6.000. Đem cái đó là sao? 531 xẹt 1 đường Nguyễn Tri Phương quý vị. Cái tô của bà là hả ở bên chỗ bà Hà. Nãy chồng mình lấy cái ô này đi. Cái ô của mày á. Cái ô của mày đó mày lấy quá ăn. Ngon. Ô vậy. Cái chén nãy mày lấy đâu? Đó. Cái nè. Chén hũ, chén đó của ông ổng. Ngon. Thấy ở đây đông mà. Mua hết 200 luôn. Đâu 200? Một cuốn 6.000. Thôi không ăn đâu. Chỉ ra hết đi. Của mày. Của mày mày ăn một mình mày đi. Dạ cái chén của bà ăn mình bà đi. Đó của ông đó. Thôi tôi ăn một cái cuốn đủ rồi. Quỳnh ăn kìa Quỳnh. Cầm chỉ cầm ăn đi. Ăn mấy cái chén kia ăn mượn nữa rồi. Lấy đi mẹ. Chén của mày. Ăn đi á, rồi ngày mai á, sáng tao tháo ví khỏi đi Đầm Sen nha. Chích về chiều ghê lắm. Đâu có đâu, không đi là không tiền vậy thôi. Ủa đi có tiền nữa hả? Trời ngon vậy. Ở đâu chứ, đâu vậy? Đi mà có tiền nữa. Không, ăn đi nè, chị ăn đi. Em không có ăn đâu, em có chén này em ngộn ăn cái này chị ăn đi. Ăn nướng gừng. Thôi vậy hả, Quỳnh ở bên kia đi. Cái chén này. Cái chén của anh Tài. Không, không để ba ăn đi em không ăn đâu. Em ăn cuốn chơi vậy đủ rồi. Trời ăn gì hết không thần. Thôi em ăn cuốn đủ. Quốc rồi chứ. Không thật. Không thật sự mà nói cuốn 6.000 là rẻ quá luôn á. Mà ngon nữa. Môi chị cho dữ vậy anh chặt. Thì ăn đi cứ nói hoài, giữ gì lỡ mua rồi thôi ăn đi. Còn ăn không hết thì ăn một hộp thôi, còn hộp đó là ai muốn đem về thì đem. Ừ, mà chết đó. Bà tưởng mà nói tiền mà đem về đó. Ở đẳng nó bán cà ri á chị Sơn, cà ri 30.000 phần. Mì vịt tiềm 30.000, mì vịt tiềm ngon nha. Mẹ thấy nó bán á, bữa nào mình lại đó mình ăn 30.000 phần. Cơm Viên Châu 30.000, cái gì cũng 30.000 không? Cái này nó không có ao. Nó này nó làm chả, nó không làm bì anh. Cậu kia mà cố cho bì. Ai biết đâu cuốn bán sao ăn vậy. Này chả ăn với bì. Ủa sao không ăn này? Nè ai ăn đậu phộng này bỏ vô Quỳnh nè. Cái đó bì hả? Ngộ vậy. Đúng rồi, gửi cuốn chay là phải có bì. À đúng ơi, ha. Trời ơi, bên cui không có bì. Đâu có bị chả. Chết chả mà. Còn bữa nãy đi ăn vô trong tiệm kia, tiệm lớn ra có chả bì. Đâu bên đây cũng tiệm lớn mà chị. À, nó dở rồi. Em thấy bán đông quá trời luôn á, em lại đứng chờ xe ra vô. Nó độc quyền của mình, nó bán thì tươi rồi.
bán thấy bán bình dân quá. Sơn có lấy không? Không. Lấy cái ăn tiền trang không? Cay tới bụng. Tiền cử chưa chứ? Có tiền cử chưa? Tiền cử có chưa? Lắp tâm không ngủ anh thậu má chửi cho cục kia có trang. Gọi điện thoại chửi hả? Sao chửi kỳ vậy? Hỏi sao anh chửi em? Bị tẩu quả nhập màng, chửi hết luôn. Chửi cầm, chửi mà. Nói nó đang đuối á, thôi kệ nó đi. Mai ảnh có đi làm sen gì chứ không? Sao không rủ anh yêu đi? Dẫn anh đi vô hồ bơi cho anh dí chạy vòng vòng cho nó vui. Mai mấy giờ đi chứ? Tôi khám bệnh. Ủa? Thôi đầm sen đi khám bệnh nữa là sao? Rồi đi khám bệnh về biết chừng nào mới xong. Đi khám bảo hiểm rồi khám từ. Rồi mới đây bà làm muốn hết cái chén nước chấm rồi. Từ chất ăn nhanh quá. Mày nhiều hơn. Ăn nhanh quá mắc cổ chứ ơi. Tương nhiều lắm mà. Ơi bạch gọi cuốn bên đây mà. Hỏi ông Dương cuốn hơn 6.000 cái mình quá. Cái mình đứng mình không biết sao mình tính, lấy xe đồng á, anh bán em 100.000 đi. Cộng nói vậy thôi anh mua 20 cuốn đi 120. Cái mình nghĩ à thấy lấy em 20 cuốn đi. Cái gì vậy anh? Anh tươi tết à. Cái gì? Chạy nó đi không sao đâu. Để nó đi, để mất chơi. Rồi bánh ngọt gì tùm lum hết trơn vậy? Bánh tự nhiên ăn. Bánh rồi bao món. Cái này kia gọi là bánh gì quên rồi ta? Bánh da lợn. À bánh da lợn, da lợn. Ở đó thì thiếu bao ăn lẩu, còn còn thì bao nước, cái giờ đến riêng bao gỏi cuốn xong. Sáng bao lẩu nữa hả? Rồi giờ sáng ăn mặn chiều cũng chay hả? Đâu có đậu chay mà. Đậu chay. Ủa hôm nay có qua đây không chứ? Đi chậu đi à. Đi bà nào thưa nó. Ai thưa? Ai biết. Ba ăn sáng giờ liên tục bây giờ không phải đói hả? Nãy giờ ăn cái chúng con tép nào không? Cái này đồ chay á, chúng phải đồ mặn luôn nha. Đồ chay mà sao có đồ đục chùm chua. Má, đồ chua là không cải mà nói gì vậy.